Bạn có thể cho mình xin vài ít review được không? Dạ. Nếu như mà trong thang điểm thì được mấy điểm? Cho 6 điểm. 6 điểm. Ok. Căng đét mọi người ạ. Đây là bạn ấy khó tính rồi. Mình thì mình là người nấu nhưng mà mình cho 9 điểm nha mọi người. 9 điểm. Được. Ngon nhưng mỗi tội là hơi ngọt đấy, không ăn ngọt được. Tại vì bạn này người ở ngoài ngoài kia nó ăn được ngọt nên là cho được 6 điểm thôi. Không hề cho 9 điểm. Nhưng mà thực sự ngon thật sự mọi người ạ. Ngon theo với những người thích ngọt. Còn những người nào mà không thích ngọt thì khả năng là sẽ không ngon. Mời mọi người nha. Hấp dẫn chưa? Ui dồi ôi. Cái này mà ăn cơm hay, đúng ăn cơm thôi, nhức nách quá. Năm giờ vừa mới xuống xe buýt chờ chưa mở xuống xe mọi người. Bây giờ là ta đi về để tí nữa, tí nữa mua đồ để nấu ăn cho mọi người. Hôm nay Hùng sẽ có một món ăn đi qua đường đấy nha mọi người. Đây có cái lối đi qua đường tới đầu kia xa quá nên là phải đi ở đây, kiểu lối đi tắt đấy mọi người. Ui, hiểm quá. Không có ai xe hay cả. Ok, trước mặt Hùng đấy là một cái có mini, là cửa hàng tiện lợi đấy. Thì sẽ vào đấy mua đồ gì thì mọi người cùng xem ha. Rồi Hùng sẽ chuẩn bị nấu một món ăn. Món này lần đầu tiên Hùng nấu luôn. Ok, chúng ta sẽ đi vào đây để mua đồ nha mọi người. Đây thì là cửa hàng tiện lợi, nó có rất là nhiều đồ ở trong này. Còn cái đồ hôm nay Hùng muốn mua là một chai nước mà Hùng nghĩ cũng rất là nhiều người thích uống. Vâng, đây. Coca nha mọi người. Coca-Cola. Ok. Ok mọi người. Thì Hùng đã về nhà rồi. Đây, đây là chai Coca này Hùng mua ở trong chỗ cửa hàng tiện lợi á. Thì bây giờ mọi người đợi một tí để xem Hùng làm gì với cái chai Coca này nhá. Thì hôm nay là Hùng sẽ nấu một món ăn. Đây. Đây là nhìn lên trời ơi, mở cái tủ thôi mà cũng câu dơ của người xem này. Mọi người đợi tí nha. Đây là thịt gà nha mọi người. Mở cái tủ cho đàng hoàng mà Hùng. Trời ạ, mở cái tủ mà tôi muốn điên vì Mỹ luôn ấy Hùng ạ. Rồi, đây là gà nha mọi người. Thì gà này là bữa trước không có ăn nửa con, nó bây giờ còn nửa con. Thì hôm nay Hùng sẽ nấu một cái món liên quan đến chai Coca này là gà nấu Coca. Đấy. Theo theo Hùng được biết thì cái món ăn này nó bắt nguồn ở trên mạng á. Cái đoạn này hơi cận cận này. Thì tại vì Hùng có ở trên mạng á nên là Hùng biết nó ở ở ở trên mạng thôi, chứ không có biết là nó cuộn từ nước nào đâu. Chai Coca này Hùng mua ở cái cửa hàng tiện lợi là giá là 300 yên. Hơn 300 yên là tính ra tiền Việt mình hơn 60.000 chai Coca này. Ở trong siêu thị thì nó đã siêu thị nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà ở cửa hàng tiện lợi nó đắt hơn. Tại vì nó mình mua gần nhà thì mình đỡ phải di chuyển xa, siêu thị ở xa thì mua này. Ok mọi người đợi một tí để Hùng sẽ chế biến cho mọi người xem nha. Hùng cũng lần đầu tiên nấu không biết thành công hay không thì mọi người đợi một tí ha. Đây là lần đầu tiên Hùng thử món này. Ok, bây giờ Hùng sẽ đi bắt tay vào chuẩn bị đây. Ok, bây giờ là Hùng sẽ bắt tay vào làm nhé mọi người. Thì cái gà này là Hùng sẽ rửa lại. Thì gà mà mình mới mua về á, gà bên Nhật này thì kiểu như mà mọi người ăn luôn thì không nói, nhưng mà kiểu chưa ăn á thì mọi người có thể là cắt sẵn ra để từng miếng thế này, đến lúc mình xả đông là mình chỉ có việc nấu thôi, không cần phải cắt nữa, đỡ phải mất thời gian đi. Thì lúc mà mới mua về thì gà nó còn mềm chẳng hạn này, cắt ra xong mình bỏ tôi đóng là khi nào ví dụ như ăn dần đấy. Thì bây giờ Hùng sẽ rửa qua nước cho nó sạch sẽ xong xuôi rồi Hùng sẽ đem đi đi luộc sớ cho nó kiểu hết đợi cái mùi đi á. Tại vì gà thì
kiểu nó có cái mùi gà mình luộc cho nó bớt đi. Nên kiểu gọi là mê tín chứ không biết luộc còn có sạch sẽ có đảm bảo hơn, nhưng mà nghe nói rửa thì không làm được nấu ăn bây giờ chứ nói như trò hề. Ok nha, không rửa cái đấy nha. Mọi người đừng đừng nhìn cái chảo nhé, chảo nhà nhà có tiền là nó rửa đó, giờ không đem đi luộc cái đấy nha mọi người, đem đi luộc rồi luộc cái đấy nha mọi người. Giờ chúng ta sẽ luộc để cho nó ra cái nước bẩn đi, xong rồi chúng ta sẽ lại bình tĩnh chờ đợi ha. Rồi, trong lúc chờ đợi luộc cá thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị những cái phụ kiện đi cùng nha mọi người. Cái này là hành, hành này là hành ba rô, hành hành rất là to luôn. Thì bây giờ Hùng sẽ cắt kiểu cũng như thế này. Thì hồi tí nữa chúng ta sẽ bỏ cùng vào nấu. Chung là ở bên Việt Nam mình á thì gia vị nó sẽ đầy đủ hơn, nhưng ở bên Nhật này là nó không được đầy đủ, nó cũng hạn chế lắm. Đây là xả nha mọi người. Bây giờ xin lỗi mọi người, cái xà này là phải để trong tủ đóng ạ, cái để ngoài là nó hư hết. Một cân ở bên này 200.000 lận, đắt lắm. Ăn ở Việt Nam mình ăn bao nhiêu được, ở bên này ăn lấy hướng lấy hóa thôi, không có nhiều mà ăn. Đây là ớt cay nha mọi người. Ớt cay bên này vậy, một cân là 200.000. À đâu? Một cân là tầm tầm đấy. Cân đó. Quên rồi. Giờ không cắt hai quả, không ở Quảng Trị mà không ăn được cay. Không ăn được cay vừa vừa. Rồi. Mọi người thấy nửa ga ga bắt đầu sôi rồi chưa? Mình đảo đảo cho nó kiểu như là thịt ga cái chỗ nào nó chưa được nữa thì mình đảo cho nó đều đều với nhau đi. Gọi là mình luộc quá thôi, luộc cho nó ra cái nước bẩn thế hay mọi người, mình mê tín thôi á. Xin lỗi mọi người, cho mình không phải là đầu bếp giỏi đâu, mình cũng làm như trò mèo á. Ok rồi, luộc ra được rồi thì đổ ra đã, đổ ra cho nó ráo nước. Xin mọi người biết như Hùng sẽ làm gì tiếp không? Hùng sẽ đem cái số gà này đem đi chiến cho mọi người. Mình sẽ chiến nó qua, chiên 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 cho nó kiểu như nó vàng lên cho đẹp á, nó giòn, không phải là chiên vàng lên cho đẹp thôi. Ok mọi người đợi một tí nha. Ok, chảo dầu nó đang đang ấy, đang sôi lên thôi nha mọi người. Mọi người mà sợ nó bắn hay là cái gì á, mọi người cho một tí muối vào để cho nó đỡ, hôi tí nó sẽ đỡ bắn. Mà kiểu mình sẽ chiên cái gì nó cũng sẽ đỡ bị bắn đấy mọi người. Bây giờ cho nó tan hết cái muối đi. Rồi, mọi người cho gà vào. Rồi rồi. Tại vì kiểu gà lúc này nó chưa nó rạo nước á, nó vẫn bắn bình thường. Hùng ơi, Hùng ơi. Cha là mái nổ rồi. Úi, rồi 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 rồi. Ui trời ơi, ai mà lại hung là phải cân nhắc nha, phải suy nghĩ cái kỳ nha. Ok, gà này là kiểu như mình chiến thế này là được rồi nha mọi người. Rồi, chiến cho nó vàng 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 thế này là được. Rồi mọi người cho ra một cái nồi. Cái nồi này để hồi tí nữa mình sẽ cho toàn bộ gà và gia vị vào đây. Rồi mọi người ăn nếm nếm như thế nào cho vừa ăn mọi người nhé. Muối bột ngọt thế mọi người bỏ sao cho vừa ăn mọi người là được. Đầu tiên là mình cho gà qua cái đã. Tiếng Hùng mà nấu ăn thì khỏi phải bàn luôn, nhức nách. Rồi cho toàn bộ gia vị đây, những cái đồ gia vị lúc này mình đã chuẩn bị sẵn á, cho vào đây, cho hết vào trong đi luôn. Ok nhá. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cho muối, muối gia vị mọi người ứng bỏ kiểu gì vừa ăn mọi người là được ha.
Cái này là tùy mọi người thôi. Nhớ cho tí nước tương vào hết. Bay nấu ăn như hung thì thối đó. Nói chung là mọi người đừng có chế chứ. Nhức nét. Thiên khoản nấu ăn hung là nhức cái nét luôn. Ui dạ. Cho tí bột ngọt thay. Bỏ vừa cả mất trí nhớ đó mọi người. Rồi thì đấy là cho hết gia vị rồi. Cái quan trọng nhất là cái cua cá này mọi người này. Tại vì gà hâm cua cá mà. Đấy thì mọi người phải cho cua cá vào. Đó. Cua cá nó cũng ngọt sẵn rồi. Đây là lần đầu tiên Hùng cùng nấu á, Hùng không biết. Thì Hùng sẽ cho cua cá. Thôi cho cơ bản đi. Giờ chưa cái chai này 1,5 lít. Thì Hùng cho nửa lít nha mọi người. Nửa lít cái chai này. Thế thêm nữa ta. Cho thêm tí đi. Tại vì hâm á, gà bên Nhật này gà dài. Gà này rất là dài luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đem đi hâm nha mọi người. Bắt. Rồi, cho lên bếp, hâm. Giờ là Hùng sẽ hâm 1 tiếng đồng hồ nha. Mọi người gà ở Việt Nam mà mềm hơn thì có thể là hâm nhanh hơn. Nhưng mà Hùng tại ở Nhật mà gà này gà cũng đắt tiền đấy, một con 240.000 ấy. Thì Hùng sẽ hâm khi nào mà thấy mềm thì Hùng sẽ cho nó xuống. Nó quên. Nó hám nói chuyện, hám bay cho mọi người quá. Mình phải đào tí gì đó chứ. Này Hùng cho gia vị bột xúc với lại thêm xì dầu thôi. Nhưng mà chưa nêm nếm lại được. Hồi tí có vừa ăn hay không thì để tính sau. Nấu như trâu mèo luôn. Ok. Mọi người đợi kết quả nhá. Rồi thôi, đơn giản và chỉ mỏ. À quên, hồi tí để phải coi ăn ngon hay không đấy chứ. Rồi mọi người, đây là thành quả nha mọi người. Gà đã được rồi nha mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn luôn, màu kiểu nước cua cá nó ra. Nhìn gà rất là đẹp đó nha mọi người. Bây giờ là để Hùng thử ăn nó xem như thế nào nhá. À quên. Còn thiếu một cái này mọi người đợi một tí nhá. Đây nha mọi người, đây là vừng. Vừng mè. Thì bây giờ món này là phải cho cái vừng mè vào. Mọi người ăn nhiều ăn ít thì cho tùy mọi người nhá. Đó. Ok. Rồi chúng ta sẽ đảo đều lên hay. Rồi bắt đầu cho ra đĩa thôi. Giờ cái điện đoàn hưởng thụ tận hưởng thôi. Để thế nào nhưng mà nghe mùi thơm lắm mọi người. Ô la la. Trời ơi. Nghe chín rồi chứ. Sau một hồi bây giờ là khoảng độ Hùng nấu cái gà này mềm hơn. Hùng nấu 30 phút thôi nha mọi người. Đồ giờ là nhìn rất là hấp dẫn rồi. Bây giờ Hùng sẽ mời mọi người ăn thử nha. Ta cùng ăn thử xem thử nó ngon hay không. Ta cùng thử hay. Ok mời mọi người nha. Bây giờ thử này. Thử coi thử nó ngon lên hay không nhỉ. Mời mọi người nha. Gà nấu coca. Vừa có con mèo mọi người ạ. Rất là đặc trưng mọi người. Đặc trưng của mùi coca. Không bỏ một tí đường mất cả. À, một trái 1,5 lít coca là không đổ nửa lít mà ngọt như riêng là không thích, nhưng mà với một người bạn ở trong phòng bảo là ngọt quá, ngọt như riêng là kiểu như ở ngoài Bắc là người ta không thích, nhưng mà Hùng này lại thích kiểu như vì trong miền Nam á, ngon mọi người, tính ra cũng đỡ. Thành Dũng thấy đường á mọi người, nhưng không có vị của cá gì đó. Thử làm đi mọi người cũng được phết. Nấu tùy thuộc vào đồ gà của mọi người, đồ dài của gà của mọi người hâm như gà đi cũng hâm 30 phút. Ăn được phết. Hay ăn kiểu cái vị này ấy, lên đâu ăn cái vị này. Bạn có thể cho mình xin vài ít review được không? Dạ. Nếu như mà trong thang điểm thì được mấy điểm? Cho 6 điểm. 6 điểm. Cắn đét mọi người ạ. Đấy là bạn ấy khó tính rồi. Mình thì mình là người nấu nhưng mà mình cho 9 điểm nha mọi người. 9 điểm. Được. Ngon nhưng mỗi chỗ là hơi ngọt đấy, không ăn ngọt.
Tại vì bạn này người ở ngoài ngoài kia nên ăn được ngọt nên là cho được 6 điểm thôi. Không hề cho 9 điểm. Nhưng mà thực sự ngon thật sự mọi người ạ. Ngon theo với những người thích ngọt. Còn những người nào mà không thích ngọt thì khả năng là sẽ không ngon. Mời mọi người nha. Hấp dẫn chưa? Ui dồi ôi. Cái này mà ăn cơm hay đúng ăn cơm thôi, nhức nét quá. Tuyệt vời đúng rồi. Mọi người thử ăn đi nha, dễ làm lắm, dễ cực kỳ luôn. Giống kiểu mọi người cho nước thì bây giờ thay nước thì cho coca vào thôi, còn là gia vị mọi người có cái gì bỏ vào cái đấy. Không, ở bên Nhật này bỏ lung tung, như còn ở Việt Nam thì chắc gia vị nhiều nơi còn ngon nữa. Nhưng mà không thấy. Thôi, lần đầu làm món này đấy là được rồi. Bữa sau sẽ làm cho những người bạn thử ăn rồi xem họ phản ứng thế nào. Hey. Ok, cảm ơn mọi người nha. Video của Hùng đến đấy thôi. Hùng làm như trò mèo nên mọi người đừng cười nha. Video mang tính chất giải trí. Chào mọi người. Bye bye.